Hiện tại trên tay em đang cầm một tờ giấy chứng nhận đăng kiểm. Thì khi anh chị mình sở hữu một chiếc xe thì anh chị mình sẽ rất rất là nhiều lần anh chị mình phải đi đăng kiểm như thế này. Thì khi nào đến hạn đăng kiểm anh chị mình sẽ đi đăng kiểm. Nếu như trường hợp anh chị mình mà không đăng kiểm khi đến hạn thì anh chị mình sẽ bị xử lý. Trường hợp đấy là chúng ta bị cảnh sát giao thông phát hiện, chúng ta sẽ bị xử lý anh chị ha. Thì chúng ta sẽ bị xử phạt như thế nào? Nếu như đăng kiểm của chúng ta mà quá hạn dưới 1 tháng thì anh chị mình sẽ bị xử lý, đối với lái xe của mình sẽ bị xử lý từ 2 đến 3 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Còn đối với chủ xe của chúng ta sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, đó là đối với cá nhân. Còn đối với tổ chức thì sẽ bị phạt mức cao hơn, đó là từ 8 đến 12 triệu đồng. Còn trường hợp thứ hai là anh chị mình để giấy đăng kiểm định của chúng ta quá 1 tháng hoặc là hơn 1 tháng thì anh chị mình sẽ bị xử phạt như thế nào? Đối với trường hợp này thì lái xe của chúng ta sẽ bị xử phạt từ 4 cho đến 6 triệu đồng. Và tước giấy phép lái xe cũng từ 1 đến 3 tháng. Còn đối với chủ xe của chúng ta thì sẽ bị phạt mức phạt cao hơn, đó là mức phạt từ 6 đến 8 triệu đồng. Và đối với tổ chức thì sẽ bị phạt từ 12 cho đến 16 triệu đồng. Anh chị thấy mức phạt rất là cao. Cho nên em cũng rất là mong muốn anh chị phải lưu ý về cái đăng kiểm của mình. Còn trường hợp anh chị vừa là chủ xe vừa là lái xe thì anh chị mình sẽ bị phạt như thế nào? Thì khi anh chị mình vừa là chủ xe, anh chị điều khiển luôn chiếc xe đấy thì anh chị mình sẽ bị phạt với mức phạt giống như chủ xe và tước giấy phép lái xe cũng từ 1 đến 3 tháng. Cái điều mà em cực kỳ muốn anh chị quan tâm lưu ý một chút về cái kiểm định này là như vậy. Thì khi anh chị đi đăng kiểm anh chị cần những cái loại giấy tờ gì? Đầu tiên chúng ta sẽ có tờ đăng kiểm như thế này. Cái thứ hai anh chị cần phải mang theo đó là đăng ký xe. Và cái thứ ba anh chị phải cần đó là bảo hiểm. Thì tùy thuộc vào bảo hiểm, nếu như bảo hiểm của anh chị mà hết thì anh chị mình cũng có thể là phải mua bảo hiểm mới luôn. Hoặc nếu như anh chị bảo hiểm của anh chị chưa hết thì anh chị mình chưa cần mua cũng được. Đó là tùy thuộc vào tình hình ha. Rồi khi nào thì anh chị mình biết là chúng ta đến ngày đăng kiểm thì trên cái giấy tờ đăng kiểm này nó sẽ có một cái dòng chữ là có hiệu lực đến ngày nào thì anh chị mình sẽ là đi đăng kiểm. Nếu như mà cái ngày đến hiệu lực đấy nó sắp hết rồi hoặc là nó đã đúng ngày đấy rồi thì anh chị mình đi đăng kiểm ha. Thì hiện tại bên cạnh em đây là chiếc Kia và chiếc Kia này đã đến ngày đến hạn đăng kiểm rồi. Thì ngày hôm nay em sẽ đi đăng kiểm chiếc Kia này và cùng anh chị tìm hiểu xem quy trình đăng kiểm của chúng ta nó sẽ trải qua những bước như thế nào. Chúng ta sẽ có hai điểm để căn cứ xem là chúng ta đã hết hạn đăng kiểm hay chưa. Thứ nhất là anh chị nhìn vào tờ đăng kiểm, hoặc là thứ hai anh chị có thể nhìn vào cái tem đăng kiểm ở trên đây. Đó. Trên góc phải xe như thế này, nó sẽ có hai cái tem. Tem thứ nhất là tem sử dụng phí đường bộ và tem thứ hai là tem đăng kiểm. Thì thường là sẽ được dán ở trên phía trên bên tay phải như vậy, anh chị mình có thể nhìn vào đấy. Anh chị đọc đó là tem đăng kiểm. Trường hợp có nhiều anh chị hỏi em là nếu như phí đường bộ hết mà đăng kiểm chưa hết thì sao? Thì em xin trả lời luôn là chúng ta có thể đợi đến khi mà chúng ta đến ngày đăng kiểm chúng ta đi đăng kiểm cũng được, không việc gì hết. Thì trước mặt em đây anh chị thấy một cái biển đó là chỉ dẫn vào là trung tâm đăng kiểm, thì em sẽ vào trung tâm đăng kiểm này, em đăng kiểm ha. Anh chị vào bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào cũng được, chứ không phải là đến một cái trung tâm đăng kiểm quy định, nhất định. Anh chị hãy theo chân em đi phía sau thôi. Thì em vẫn là cầm trên tay ba cái tờ giấy như thế này, đăng kiểm, đăng ký và bảo hiểm. Thì em sẽ đi vào trong làm thủ tục. Trời.
Anh chị, mình thấy đầu tiên là em vào nộp hồ sơ đăng kiểm thì bên cơ quan đăng kiểm sẽ thu tiền đăng kiểm, phí đăng kiểm và sẽ đưa lại giấy biên nhận cho em như thế này. Rồi sau khi em lấy giấy biên nhận xong, em sẽ đưa xe vào khu vực chờ đăng kiểm, chờ đến khi nào gọi tên, đến tên của mình sẽ đưa xe vào đăng kiểm. Đây là em đã đưa xe vào khu vực chờ anh chị ha. Đó, thì em sẽ chờ ở đây, khi nào mà chiếc xe phía trước của em họ làm xong thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái khu vực đấy. Giống như em hướng dẫn anh chị mình, khi mà chúng ta đi số tự động như thế này, chúng ta dừng, anh chị mình trả về số N trước, sau đấy kéo thắng tay rồi chúng ta sẽ trả về số P ha. Rồi em sẽ đứng đây em chờ, em bỏ chân ra. Khi mà chờ để cho nhanh nhanh hết thời gian thì anh chị mình có thể ca vài bài ca thì nó sẽ đỡ sốt ruột hơn, nó sẽ nhanh hơn ha. Anh chị thấy là những chiếc xe đang có ở phía trước chúng ta này, họ đang kiểm tra gì ở đây thì họ sẽ kiểm tra khí thải của chiếc xe. Đó, giống như chiếc Vios màu trắng kia, họ đã kiểm tra xong khí thải rồi và kiểm định viên họ sẽ chạy về phía trước để kiểm tra cái phần phía sau. Thì phần phía sau là kiểm tra gì thì một chút nữa thì em cùng anh chị xem là cái phần tiếp theo người ta sẽ kiểm tra gì ha. Đó, chiếc xe phía trước đã lăn bánh thì anh chị mình sẽ bắt đầu tiến hành là chúng ta đi vào trong ha. Tại vì chiếc xe đấy anh chị thấy là cái đèn màu trắng nó sáng lên, có là người ta vào số lùi thì để an toàn em vẫn chưa đi lên. Rồi sau khi mà kiểm định viên ra hiệu cho chúng ta đi vào thì em sẽ đi vào ha. Đi vào thì anh chị mình cần hạ kính xuống. Rồi anh chị mình sẽ trả số N, kéo thắng tay, trả số P. Ok ha, mình sẽ hạ kính thấp xuống một chút này để nghe kiểm định viên họ ra hiệu lệnh như thế. Sau đây anh chị mở nắp capo ra ha, mở nắp capo phía trước. Hiện tại xe của chúng ta vẫn đang khu vực kiểm tra động cơ, kiểm tra khí thải. Rồi anh chị mình sẽ đợi một chút, đúng không ạ? Kiểm định viên sẽ lên xe để chạy đến cái phần kiểm tra thứ hai. Ví dụ anh chị thấy chiếc taxi màu xanh kia, họ đang kiểm tra về thắng thắng xe anh chị ha. Đó, hiện tại đang là kiểm tra sau. Cái việc kiểm tra này họ cũng sẽ kiểm tra khác nữa, nhưng đó là những cái cơ bản về chuyên môn, thì họ sẽ kiểm tra thêm một số thứ. Họ sẽ dùng những cái máy tính đấy để họ nhập dữ liệu về xe của chúng ta, cho nên thường là những bước đầu tiên là thời gian lâu nhất, tại vì họ phải nhập liệu xong thì chúng ta mới chuyển qua bước thứ hai được. Rồi đã có một kiểm định viên lên xe và quý vị sẽ chuyển chiếc xe của chúng ta sang cái vị trí kiểm tra thứ hai ha. Nếu như anh chị nào mà muốn mua thẻ thu phí tự động không dừng qua những trạm thu phí thì anh chị có thể là mua ngay tại các cái trung tâm đăng kiểm như thế này. Anh chị thấy chiếc xe của chúng ta đang được kiểm tra thắng trước, thắng của bánh trước đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ kiểm tra thắng ha. Đó, anh chị thấy là khi mà kiểm định viên họ đọc thắng là thắng đứng lại luôn như vậy ha. Có nghĩa là thắng của chúng ta đang còn hoạt động rất là tốt. Đây là kiểm tra thắng của máy sau ha. Đó, anh chị thấy khi họ đạp thắng lại xe của chúng ta, nó bị chiếu xuống, bị nhún xuống như vậy. Rồi, đấy là xong bước thứ hai đó, kiểm tra thắng. Thì bây giờ sang bước thứ ba sẽ là kiểm tra về phần khung gầm của chiếc xe.
kiểm tra xe bánh xe xem có độ dơ hay không. Hiện tại chiếc xe của chúng ta đang ở chế độ chờ. Chờ là gì anh chị ha? Chờ bên đăng kiểm họ sẽ nhập những cái thông số, những cái dữ liệu về thắng vừa mới kiểm tra xong lên máy. Sau khi chờ xong chúng ta sẽ làm gì nữa? Thì anh chị thấy là như ví dụ như chiếc xe màu xanh kia, họ đang chạy vào cái khu vực kiểm tra đèn. Đó. Rồi sau khi họ chạy vào sẽ có kiểm định viên đẩy hệ thống kiểm tra đèn xe của chúng ta, xem là đèn xe chúng ta còn đạt đủ độ tiêu chuẩn hay không. Rồi hoặc là chiếc xe của chúng ta đây đang được đưa vào khu vực kiểm tra đèn. Đèn là đôi mắt của chúng ta đi vào ban đêm, cho nên đèn rất là quan trọng. Anh chị mình cần phải lưu ý về vấn đề này. Lên xe ngồi anh. Xin yêu cầu em ngồi trên xe, tắt đèn đi để kiểm tra khung gầm của chúng ta. Đó, anh chị thấy là sẽ có một sát thành viên đi xuống phía dưới để kiểm tra khung gầm xe. Có một lần em đi đăng kiểm chiếc xe tập lái và cái khung gầm, cái nhíp xe nó bị yếu, và sát hạch viên đã phát hiện ra vấn đề đấy và đã nhắc nhở em thay thế cái nhíp xe. Và có một lần nữa đó là cái thắng tay xe của em nó cũng bị hoặc là không đạt tiêu chuẩn hay gì mình ha, không đạt tiêu chuẩn, và sát hạch viên đã viết cho em một cái tờ giấy đó là yêu cầu cải tạo xe, sửa chữa xe xong rồi mới mang lại đăng kiểm lại. Thì em sẽ cầm tờ giấy đấy đi và em đi sửa chữa thắng tay của em, xong rồi em mới mang lại đăng kiểm lại. Thì ví dụ như cái ngày hôm đấy là, ví dụ thì em lấy ví dụ chiếc xe ngày hôm nay là hết hạn đăng kiểm đi, thì anh chị mình đi đăng kiểm và cái thắng tay của chúng ta trục trặc như vậy, xong rồi anh chị mình đi sửa thắng tay, thì đến ngày mai thì là hạn đăng kiểm đã hết rồi và anh chị mới sửa xong thắng tay, anh chị mang đến đăng kiểm lại. Thì nếu như trường hợp mà cảnh sát giao thông kiểm tra thấy hết hạn đăng kiểm thì anh chị mình có thể xuất trình cái giấy đó ra để cho cảnh sát giao thông biết là chúng ta đã đi đăng kiểm, nhưng cơ quan đăng kiểm yêu cầu chúng ta phải đi sửa chữa vấn đề đấy nên chúng ta mới mang đi sửa chữa. Đó, anh thấy hiện tại em đang ngồi trên xe và thấy chiếc xe của em đang rung lắc là do kiểm định viên họ đang kiểm tra ở dưới phần khung gầm. Họ sẽ có những kỹ thuật để kiểm tra.
Rồi sau khi mà đăng kiểm viên đã kiểm tra xong thì em sẽ đưa xe ra bên ngoài khu vực chờ. Khi mà anh chị vào tới phòng đợi như thế này thì anh chị mình sẽ để ý chúng ta sẽ có 4 khu vực với 4 tấm kính. Thứ nhất là nhận hồ sơ và thu phí kiểm định số 1, thứ hai là nhận hồ sơ và thu phí kiểm định và dịch vụ bảo hiểm, còn số 3 là trả hồ sơ dịch vụ bảo hiểm. Còn anh chị mình đóng phí đường bộ như thế này, trên tay luôn cầm sẵn tiền đây, đó là em đóng ở vị trí số 4 là thu phí sử dụng đường bộ. Thì phí sử dụng đường bộ sẽ được tính theo tháng, tính theo tháng vậy ha. Thì mỗi lần đi đăng kiểm em thích nhất là ngồi khu vực này, tại vì sẽ được ngắm những cô đăng kiểm xinh đẹp, những cô nhân viên đăng kiểm xinh đẹp. Đó anh chị. 1 1 7 1 2 1 1 7 1 2. Anh chị sẽ nghe cô đăng kiểm đọc tên biển số xe của chúng ta. Khi mình nhớ được biển số xe của chúng ta là bao nhiêu thì chúng ta làm thủ tục. Dạ. 2.400.000. Em bảo là chủ tài khoản đấy. Tin nó mới lấy hóa đơn hay là xong cái khoản đấy chứ, chờ hóa đơn đi. À dạ ok. Rồi sau khi đóng phí xong, chúng ta sẽ quay lại xe anh chị ha. Chúng ta sẽ ra khu vực chờ và chúng ta sẽ quay lại xe của chúng ta. Em quay lại xe và em làm một cái công việc mà nhiều khi công việc này là cũng nhiều khi mình gọi là thích, nó là bóc tem, đúng không ạ? Thì có thể là mình để cho sát hạch viên ở sát hạch, em xin lỗi, không phải là sát hạch viên, em cứ quên khi mà chúng ta thi giấy phép lái xe. Rồi em sẽ để, bình thường chúng ta có thể để cho kiểm định viên bóc cũng được, hoặc là anh chị mình tự bóc cũng được ha. Thì em sẽ tự bóc thì để tí nữa mà kiểm định viên họ ra họ không cần bóc nữa, họ chỉ cần dán lên thôi. Ngày trước khi mà em mới lên một chiếc xe rồi, em nghĩ là không biết là cái tem kiểm định hoặc là phí đường bộ này mà họ mà dán như vậy thì mưa vào có bị ướt không. Thế đấy, em nghĩ là họ dán ở bên ngoài chứ không phải là bên trong đó, nhưng sau này em biết thì là dán bên trong cho nên là mưa thoải mái vậy ha. Có rất là nhiều anh chị mà kỹ hơn một chút á, là anh chị mình sẽ có cái bình nước xịt kiếng, anh chị mình sẽ xịt và lau chùi sạch đi. Nhưng hiện tại trên chiếc xe này không có, cho nên em sẽ để như thế này. Tí nữa kiểm định viên họ sẽ dán chồng lên cái phần khu vực này cho chúng ta ha. Và đây là cái tờ tem kiểm định cũ mà em đã xẻ ra rồi. Anh chị nhớ là sẽ tùy vào từng
cơ quan đăng kiểm, từng trung tâm đăng kiểm. Nhưng anh chị nhớ dùm em ha, là anh chị nên giữ cái này lại. Sẽ có những trung tâm đăng kiểm họ không cần yêu cầu xuất trình cái tem này để mình lấy giấy tờ đâu, nhưng cũng sẽ có nhiều trung tâm đăng kiểm họ yêu cầu chúng ta phải đưa cái tờ, cái phiếu đăng kiểm, cái tem đăng kiểm cũ này thì chúng ta mới lấy giấy tờ xe lại được. Và đây là một trong những trung tâm yêu cầu chúng ta phải đưa cái tem đăng kiểm, thì em sẽ giữ lại để tí nữa bên kiểm định viên họ dán xong cái tem mới cho em, em sẽ cầm cái tem cũ này vào để em lấy giấy tờ xe. Trong cái thời gian chúng ta đợi đăng kiểm viên họ ra họ dán tem cho chúng ta thì em sẽ nói sơ qua một chút. Ở đây là có một cái tờ là giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe ô tô. Thì trong cái bảo hiểm tự nguyện này anh chị mình sẽ mua ở công ty bảo hiểm, chứ trong quá trình mình đi đăng kiểm mình không có liên quan gì đến cái này hết. Cho nên nãy giờ anh chị không thấy em có xuất trình cái tờ này ra. Đó. Thì thường như là anh chị mình mua một chiếc xe mới, anh chị mình thường mua cái bảo hiểm tự nguyện này. Đối với bảo hiểm của chiếc xe này chính là bảo hiểm mà tai nạn đối với người ngồi trên xe rồi lái xe, và bảo hiểm chúng ta hay gọi là bảo hiểm thân vỏ. Nó có rất là nhiều loại bảo hiểm tự nguyện như thế này chị ha, bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm thủy kích, nó rất là nhiều thứ đó. Nhưng mà em thấy có một nghịch lý là anh chị mua một chiếc xe mới về, anh chị mua bảo hiểm cho chiếc xe của chúng ta, nhưng anh chị lại không mua bảo hiểm cho chính chúng ta, hoặc là chính người ngồi trên xe, hoặc là chính lái xe của chúng ta. Đó là một nghịch lý, em thấy nghịch lý rất là nhiều. Gần như 10 anh chị mua xe mới đều mua bảo hiểm cho chiếc xe cả 10. Nhưng mà 10 anh chị đấy để mà có bảo hiểm cho chính bản thân chúng ta rất là ít. Thì anh chị mình hãy nghiên cứu một chút về cái bảo hiểm cho bản thân, tức là bảo hiểm nhân thọ. Em cũng muốn là sau này kênh Hướng Dẫn Lái Xe An Toàn sẽ nói thêm một chút về bảo hiểm nhân thọ. Tại vì khi có bảo hiểm nhân thọ, anh chị mình sẽ yên tâm hơn, an toàn hơn, và nó sẽ bảo vệ chúng ta rất là nhiều. Anh chị hãy đón xem những cái phần về nói về bảo hiểm nhân thọ phía sau của kênh Hướng Dẫn Lái Xe An Toàn. Còn bây giờ chúng ta lại tiếp tục chờ đợi sát hạch viên. Thì trong lúc chờ đợi anh chị mình cứ, em xin lỗi em lại nói nhầm sát hạch viên nữa, kiểm định viên anh chị ha. Tại vì trong đầu em đi thi giấy phép lái xe lúc nào cũng là sát hạch không ạ. Đó, thì trong lúc chờ đợi anh chị mình cứ mở máy ra, mở xe nổ máy lên, rồi anh chị mở máy lạnh lên, rồi anh chị mở nhạc ra, chúng ta nghe nhạc, chúng ta thưởng thức về âm nhạc trong xe của chúng ta ha. Vừa rồi anh chị đã thấy một anh kiểm định viên đã ra dán tem cho chúng ta rồi. Ở đây là tem đăng kiểm, còn đây là tem thu phí bảo trì đường bộ, hai cái tem anh chị ha. Rồi bây giờ xong xuôi mọi việc rồi, em sẽ cầm cái tem cũ này để vào em lấy giấy tờ ra. Anh chị mình đợi em ở trong xe cho nó mát mẻ thôi ha. Em đã vào phòng thủ tục, hồi nãy em lấy giấy tờ xong và giấy tờ xe của em nhận lại đó là đăng ký xe của chúng ta. Bảo hiểm em đã mua thêm một cái bảo hiểm khác, tại vì cái bảo hiểm trước đã hết hạn rồi. Và đăng kiểm xe thì anh chị sẽ xem cái ngày đăng kiểm đây, có hiệu lực đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2022. Có nghĩa là đến cái ngày này, năm sau anh chị mình sẽ phải đi đăng kiểm lại. Thì tùy vào từng chiếc xe mà mới hay cũ, mua mới hay mua cũ, thì anh chị mình cái thời gian đăng kiểm nó sẽ khác nhau. Có thể là 5 rưỡi, có thể là 1 năm, có thể là 6 tháng. Đó. Và em sẽ xem là chúng ta hết bao nhiêu tiền. Tổng chúng ta hết bao nhiêu tiền trong cái vụ đi đăng kiểm này. Đây là biên lai thu phí sử dụng đường bộ. Có là tiền mà anh chị đóng vào phí sử dụng đường bộ là hết 2.408.000. Đấy ha, đó là phí sử dụng đường bộ trong vòng khoảng 1 năm rưỡi á. Thì tiếp theo ở đây chúng ta là có giấy biên nhận về đóng tiền đăng kiểm. Thì tiền đăng kiểm của chúng ta là hết 340.000. Còn bên này là em đóng tiền bảo hiểm của chúng ta anh chị ha, là 530.000. Em xem có đúng là bảo hiểm của chúng ta là hết 530.000 không, là 530.700 đồng. Đó là những cái số tiền mà em phải đóng. Thì cộng tổng lại nó rơi vào tầm năm là 8 này, 8 với 2 triệu là hết hơn 3 triệu anh chị mình ha, hết hơn 3 triệu đồng. Thì đó là xe của chúng ta, đây là xe cá nhân, không phải là xe hợp đồng, không phải là xe kinh doanh.
cho nên là cái giá của nó sẽ rẻ hơn. Còn nếu anh chị mình mà là xe hợp đồng, xe kinh doanh thì nó sẽ mắc hơn nữa, tùy từng loại xe như vậy anh chị ha. Xe kinh doanh nó sẽ mắc hơn. Rồi vừa rồi chúng ta đã đi đăng kiểm xong, xong cái khâu đăng kiểm rồi, thì em hy vọng cái video này sẽ giúp ích cho anh chị để anh chị hình dung được cái việc khi mà anh chị đi đăng kiểm thì anh chị cần những cái vấn đề gì và anh chị phải thực hiện quy trình như thế nào. Đăng kiểm xong rồi chúng ta là coi như yên tâm được trong khoảng, ví dụ như chiếc xe này, trong khoảng 1.5 năm nữa. Rồi em sẽ ngưng lại video ở đây. Hẹn gặp lại anh chị ở những video phía sau của Hướng dẫn lái xe an toàn. Xin chân thành cảm ơn và chào anh chị.